Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn mang tới cho quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về tử vi 12 con giáp. Tông 5 con giáp kết hôn muộn sẽ hạnh phúc viên mãn. Dưới đây là những con giáp được khuyên nên kết hôn muộn thay vì kết hôn sớm để có hạnh phúc trọn vẹn hơn. Đứng số 1, con giáp Hợi. Trong tông 5 con giáp kết hôn muộn sẽ hạnh phúc viên mãn, đầu tiên phải kể tới là tuổi Hợi. Những người thuộc con giáp Hợi đề cao tự do, bình đẳng. Bạn không nên ép buộc họ kết hôn, nếu không họ sẽ cảm thấy bạn rất đáng ghét và sinh tâm lý phản kháng. Những người tuổi Hợi biết người nào là phù hợp với mình, do vậy sẽ không xem tuổi vợ chồng tùy ý và mù quáng. Khi chọn đối tượng yêu, nếu như đến thời điểm họ đã quyết định gắn bó với ai đó, thì sau khi kết hôn, họ sẽ là một hình tượng người chồng gương mẫu, người vợ đảm đang. Đứng số 2, con giáp Ngọ. Theo nhân tướng học, người tuổi Ngọ nếu càng mập mạp, mũm mĩm thì càng sung túc, an nhàn. Phúc đức của tuổi Ngọ không chỉ giúp họ tự làm đại gia mà còn vượng phú quý tử. Ai lấy được gia đình đều hưng thịnh, làm ăn suôn sẻ. Ngọ là con giáp ưa thích sự khám phá, luôn muốn chinh phục những đỉnh cao, nên cuộc đời họ chưa bao giờ dậm chân tại chỗ mà luôn tiến về phía trước. Nhờ đức tính này, chẳng mấy chốc sẽ bước sang tuổi 30, tuổi Ngọ đã có trong tay sự nghiệp vững vàng, tiền chui vào túi ào ào như thác đổ. Muốn nghèo cũng không được, chắc chắn là tương lai rất sáng lạn dành cho người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ có khả năng kiềm chế cao, thường tự cho mình là trung tâm, có lúc sẽ bỏ qua những cảm xúc của đối phương. Nhưng trải qua nhiều chuyện, người tuổi Ngọ sẽ trở nên trưởng thành, biết tôn trọng đối phương hơn. Càng kết hôn muộn, họ càng hiểu rằng phải dành cho nửa kia những không gian riêng, đồng thời cũng hết mực yêu thương nửa kia, coi gia đình là trung tâm. Những người tuổi Ngọ kết hôn muộn sẽ có hôn nhân mỹ mãn, may mắn sẽ vây quanh họ, có thể nói là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Đứng số 3, con giáp tuổi Mão. Những người thuộc tuổi Mão thường dễ thương, hay thay đổi trong tình yêu, thường sẽ không dễ dàng lựa chọn một người, cũng không tùy tiện kết hôn. Trừ khi đã yêu rất sâu đậm, tuổi Mão lý tính, biết xã hội hiện đại và chất cơ sở là của tình yêu. Cho nên, bọn họ từ lúc còn trẻ đã hết sức cố gắng hoàn thiện bản thân. Đến lúc tuổi đã lớn, kết hôn cuộc sống mới thật sự hạnh phúc, vật chất cũng không còn là trở ngại. Đứng số 4, con giáp Tỵ. Trời sinh tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, thông minh và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Họ có đầu óc sáng tạo và vô cùng khéo léo trong giao tiếp. Nhờ vậy mà được lòng mọi người xung quanh. Trong nhân tướng học, đa số người tuổi Tỵ thường có thân hình mảnh mai và dẻo dai. Tuy nhiên, không ít người bị áp lực khi phát tướng. Nhưng trên thực tế, đó chính là lúc bạn gặp được nhiều may mắn và có quý nhân. Sự khỏe mạnh và thể chất sẽ giúp người tuổi Tỵ minh mẫn, làm việc ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, những người có da có thịt luôn thu hút được tài vận, dễ làm giàu và xây dựng cơ ngơi ổn định. Những con giáp thuộc tuổi Tỵ trong lòng luôn khát khao có một mái ấm gia đình, nhưng họ lại sợ bị người khác ràng buộc, mất đi sự không gian riêng của bản thân, cho nên cũng muốn trốn tránh khỏi việc kết hôn. Khi còn trẻ, người tuổi Tỵ sẽ rất dễ hành động sốc nổi, đưa ra những quyết định sai lầm, khó tránh, gây phiền phức. Khi kết hôn muộn, họ sẽ có lợi hơn vì họ biết rõ vị trí của mình, xác định rõ phương hướng của bản thân nên gặp ít khó khăn. Và đứng thứ 5 là con giáp tuổi Sửu. Người sinh năm con trâu thường là người siêng năng, chịu khó, thường phải lao tâm lao lực nhiều. Vì thế, những cô gái tuổi Sửu có thân hình gầy gò, khó béo thì lúc nào cũng trông khổ sở, lam lũng. Mọi việc đều không như ý nên kéo theo đó là vận may tự nhiên không tìm đến. Khi phụ nữ tuổi Sửu đầy đặn hơn thì trông họ sẽ sáng sủa, phấn chấn, tinh thần trở nên tốt hơn. Do đó, tinh thần may mắn sẽ nhanh chóng đi theo họ. Vì vậy, những con giáp tuổi Sửu thường làm việc rất cần cù, nghiêm túc, dồn toàn tâm, toàn lực. Những người tuổi Sửu nếu kết hôn muộn sẽ biết trân trọng bạn đời, bởi vì họ biết bất cứ điều gì có được cũng không hề dễ dàng. Họ biết hiểu cho đối phương, cũng rất khoan dung, cho nên cuộc sống ngày càng tốt, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trên đây là top 5 con giáp nên kết hôn muộn sẽ có hạnh phúc viên mãn và cuộc đời gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.